làm các bốn tính chất của lập trình hướng đối tượng và thực hành những tính chất đấy. Trong lập trình hướng đối tượng ấy, thì nó sẽ bao gồm, nó thể hiện được nó đầy đủ bốn cái tính chất và nó giúp cái công việc lập trình chúng ta nó dễ dàng hơn rất là nhiều lần. Tính chất đầu tiên của hướng đối tượng ấy, là tính chịu đựng. Cái tính chất này từ khó nhưng cũng từ dễ hiểu rồi thì nó quá đơn giản lần là chúng ta làm thường xuyên. Tính chất thứ hai là tính kế thừa. Tính thứ ba là đa hình. Và tính chất thứ tư là đóng gói. Bốn tính chất. Ở thằng Hùng quý vị nhờ làm cái không có việc gì xảy ra ấy. Được chưa? Đó. Tính chịu tượng là cái nghĩa bắt đầu đọc một mới viết đọc đi. Tính chịu tượng là tập hợp một đối tượng gồm tất cả các một gồm tất cả đều có một thuộc tính nhất định nào cái cách. Ví dụ như ở động vật, cái cá lóc động vật thì nó sẽ động vật cá lóc động vật là một cái chỉ tượng nó về các hoạt động. Thì khi mình nói về con mèo thì nó lại một cái cách nhưng mà nó cũng thuộc cái động vật đấy. Cái gì vậy? Có ai hiểu chưa? Chịu tượng. Ông có hiểu cái gì ông nói không? Chính đó là chịu tượng quá. Phải. Nó như kiểu là cái phòng tí gió. Có ví dụ mà. Tôi giải thích làm sao cho mọi người hiểu nhá. Tiếp theo đến nhận nhá. Chúng ta ốm mà cho mình tươi tỉnh phải ốm sao được. Hộp xe thì còn lâu cứ hiểu nào nói thế đấy thì lúc nãy em nói đấy. Nói kiểu không ai hiểu gì. Tính chịu tượng này cực kỳ dễ, chúng ta làm nó thường xuyên luôn. Như nào là tính chịu tượng trong lập trình hướng đối tượng? Ví dụ bây giờ như hôm trước tôi lấy ví dụ như chúng ta có yêu cầu chúng ta mô tả một cái sự vật sự việc này, ví dụ mô tả con người nó có những thuộc tính là này giới tính. Chúng ta chỉ quan tâm đến các cái thuộc tính, không quan tâm đến giá trị. Bởi vì giá trị thì nó mỗi một thực thể nó là một cái, nó sẽ có một giá trị khác nhau. Cho nên chỉ quan tâm đến các cái thuộc tính. Nói nhiều không phải là thuộc tính. Ví dụ tên, tuổi, địa chỉ, chiều cao, tình trạng hôn nhân, độ dài, tóc, màu sắc, hình dạng, mùi, đúng không? Nhưng cái đấy tôi không hề có cái gì gọi là cái giá trị đúng không? Mà nó gắn với cái này. Đem nó gắn với một nghĩa đấy có được không? Được không? Thì những cái vừa mô tả nó là một tính chủ. Đúng không? Rồi thì những cái thằng này nó còn có cái hành động gì là ăn, ngủ, đi vệ sinh. Đúng không? Đi học. Quay cái gì hả Chí? Quay phim à? Chí có hành động quay à? Quay gì? Quay gì? Nó trong nhiều trường hợp phải quay. À, đây là kiểu quay phim. Đúng không? Đấy, tính chịu tượng đấy. Nghe không chịu tượng? Tính chịu tượng là gì? Đơn giản, tạo một từ những cái thực thể có thể. Trong
trong cuộc sống hoặc những cái thực thể được yêu cầu ở trong cái đề bài ấy, chúng ta dựa vào các cái đặc tính của nó có thể tạo được ra lớp gồm các một lớp có gì, trong một lớp có những cái gì thuộc tính và hành động. Thế xong với tính trừu tượng cứ tạo được một lớp thì là thành một cái tính chất và tính trừu tượng không? Có thể không? Chỉ đơn giản là chúng ta có thể là mô tả được một cái thực thể bằng một cái lớp nó có thuộc tính gì, nó có hành động gì, thế xong không phải nói nhiều. Dễ không? Cái cú bị đưa đá bằng một tổng số rất chuẩn. Hàng ngày không thế một gian may. Tiếp xong chưa? Thì chứng tượng xong chưa? Còn ai thắc mắc gì không? Kiến hiểu được không Kiến? Có hiểu, có mô tả được cho tôi cái đối tượng tên là Linh Si không? Không hẳn, không mô tả được rồi ạ. Rồi Linh Si à, đối tượng tên là Linh Si nó hay lắm. Xong chưa? Các cô có hiểu không? Có hiểu không? Hơi khó à? Mô tả cho tôi cái quả bóng. Thôi ai mà tạo đúng. Một quả bóng đá này. Tạo ra lớp bóng đá là được nha. Đây quả bóng này có thể. Đây có gì chứ? Tiếp màu chất liệu đúng không? Kích thước cân nặng giá hạn sản xuất nhớ các con nhỏ con nó có những cái hành động gì trong bài toán thực tế nhé. Bán đúng không? Rồi thì đi đâu? Ừ, lại thế thôi. Tạo ra một cái class mô tả được một cái thực thể theo đúng đề bài yêu cầu. Thế là tính trừu tượng rồi. Hết phim. Còn gì đâu? Xong chưa? Cứ dựa vào đề bài tạo ra được, mình tự biết tạo ra một cái lớp. Thế là tính trừu tượng. Được chưa? Tiếp theo tính kế thừa cái tính chất này, hai thực ra ba thì bốn cái tính chất này đều quan trọng cả. Nhưng mà chúng ta đến với cái này là cái dễ nhất trong ba cái quan trọng này. Kế thừa là gì? Theo các bạn kế thừa là cái gì? Như nào gọi là kế thừa? Cha truyền con nối thì là kế thừa. Ờ đúng, sao? Thế thôi. Thì trong cái tính chất kế thừa này của hướng đối tượng này thì chúng ta có những cái như sau. Về cái định nghĩa thì đúng như các bạn đấy, lớp con kế thừa lớp cha, đúng chưa? Tiếp theo cái thể hiện cái từ kế thừa này thể hiện bằng cái từ khóa tên là extend. Thì chúng ta khi mà định nghĩa ra một cái class, chúng ta phải định nghĩa luôn là nó có kế thừa cái lớp nào không. Thì chúng ta sẽ có là class A extend cái class B thì chúng ta biết như thế này. Đây là lớp A là con của lớp B. Được chưa? Nhớ cái từ khóa là từ khóa extend. Nhớ có chữ S gì ở cuối nhé. Thế vậy lợi ích gì của chúng nó khi mà kế thừa nhau? Lợi ích gì? Lợi ích sẽ như sau. Tôi xóa cái đoạn này đi nhá, để cho nó có bảng để biết. Lợi ích ở đây á là lớp con sẽ được phép
sử dụng các thuộc tính và hành động được định nghĩa ở lập trạng. Lớp trạng có cái hành động gì? Lớp còn có hành động đấy. Lớp trạng có thuộc tính gì? Lớp còn có thuộc tính đấy. Được chưa? Bây giờ tôi lấy ví dụ luôn nhá. Ví dụ này. Các bạn có nhìn thấy cái danh cái category và cái product nữa không? Thấy không? Hai thằng này thì nó đều có những cái hành động chung. Nó sẽ có những cái hành động chung, đó là cần phải kết nối đến cơ sở dữ liệu. Đúng không? Chính xác chưa? Kiểu gì nó phải kết nối đến cơ sở dữ liệu, nó phải tương tác được với DB. Đúng không? Bây giờ sao? Tôi sẽ tạo ra một cái lớp là lớp tra chung. Và không hay khóc. Đúng không? Đây, lớp tra chung của tôi là base. Base control base model. .pp. Được chưa? Các bạn chưa cần phải viết gì nhá, tí nữa chúng ta thực hành sau. .pp này. Để tôi tạo ra một cái lớp class. Tên file là gì thì tên class là như vậy. Base base model. Thằng này nó không kế thừa thằng nào, nó là ông tổ của những cái thằng khác. Thì chúng ta sẽ có cái, chúng ta để ý đến cái hàm category và cái lớp category và cái lớp product, thì như lúc nãy chúng ta nói là nó cần phải có một cái hàm khởi tạo để tạo ra cái thuộc tính connect, thuộc tính giúp nó kết nối đến cơ sở dữ liệu, đúng không? Đây, tôi cắt luôn đi, thấy không? Tôi vứt lên đây, thấy chưa? Và tôi bê luôn cái khối này, tôi tương sang. Cái này là của riêng nó, của riêng category, cho nên chúng ta không bê đi. Đây, ví dụ tôi chỉ đơn giản làm này thôi. Xong chưa? Rất dễ thôi. Rồi, bây giờ thằng category này nó sẽ tiến hành kế thừa cái thằng base model kia. Thì trước hết tôi phải require one đã. Cái base model sườn. À quên nhỉ. Cái này là model sườn. Base model.pp. Tôi tiến hành extend. Extend cái base class là base model. Xong chưa? Được chưa? Hoặc là ở đây tôi tiến hành echo ra. Echo constructor. Như này nhá. Và thằng product này tôi cũng tiến hành là extend cái base model kia. Rồi các bạn coi này. Thằng này tôi không thèm viết cái gì luôn ấy. Tôi có một cái index ở đây. Require one cái model sược model SC sược category model nhá. Category thôi, không có chữ model. .pp. Tôi sẽ có cái biến get bằng new category. Gọi này thì hàm gì sẽ được chạy? Hàm construct được chạy đúng không? Nhưng mà cái hàm trong cái category này còn hàm construct không? Không còn đúng không? Thế vậy thì nó sẽ không chạy đúng không? Theo đúng lý thuyết nó không chạy đúng không? Localhost sược K31B2 sược L60 mấy nhỉ? 65. Ủa? K31B2L65. What the fuck? Mình biết sao? Ôi, mình tạo ở trong B1 rồi. Rồi đây. Thấy gì? Construct đúng không? Là cái code nằm ở đây, cái điều này nó thể hiện là
Tôi xóa cái này đi nhá. Sang lớp B1 à B2. Tôi viết nhầm này, đấy, tôi viết nhầm thứ mục. Đây, cái điều này thể hiện là cốt nằm ở trong cái hàm construct này. Nó đã được chạy rồi. Nó chạy ở đây chứ nó không chạy ở trong cái hàm nào nằm ở đây đúng không? Bởi vì trong này không có. Bây giờ tôi thử một cái product nhé. Cái này tôi duplicate lên, tôi sửa thành cái product này đúng không? Vẫn thế. Đúng chưa? Thì làm sao bây giờ sao? Chúng ta khai báo hàm một lần ở lớp cha. Đúng chưa? Thì cái hàm đấy có thể được sử dụng bởi các đối tượng, các thực thể thuộc lớp con. Đúng không? Tính ứng dụng của nó cực kỳ cao luôn. Bởi vì như bình thường cái hàm construct này này, cái hàm construct này này, ví dụ bằng ngày dòng là từ 7 cho đến 17 là 10 dòng đúng không? Chỉ 10 dòng thôi. Nếu mà chúng ta cứ viết cái lớp nào, lớp con nào chúng ta cũng viết cái này thì sao? Mỗi một cái lớp con đấy là nhân lên 7 dòng nữa. Chúng ta có 10 lớp con thì là 70 dòng. 100 lớp con thì là 700 á. 7000 dòng. Đúng không? Rồi, thế bây giờ nếu mà chúng ta viết vào cái lớp cha này. Chúng ta viết vào lớp cha này và tất cả các lớp con kế thừa cái lớp cha này thì chúng ta phải viết mấy lần? Phải viết bao nhiêu? 7 dòng. Chỉ viết 7 dòng thôi. Và kế thừa cái lớp cha cái lớp này. Đúng không? Đã tiện chưa? Đấy là thuộc tính của lớp cha. Bây giờ này. Bây giờ tiếp theo này. Rồi. Bây giờ tiếp theo này. Tôi có cái biến kết này trỏ ra host có được không? Có được không? Đấy. Đây là product nhá. Cái lớp product ở đây có thuộc tính gì không? Có. Đây này. Đây thầy, tính cái thuộc tính nó lù lù đây. Nhưng mà nó có cái thuộc tính nó tên là host không? Nhưng mà thằng bố nó có không? Có. Thì chất tất nhiên là nó sẽ ra rồi. Đúng chưa? Đấy là cái tính kế thừa ở đây thể hiện là lớp con được phép sử dụng các thuộc tính và các hành động được định nghĩa ở lớp cha. Tất nhiên là không phải cái nào nó được dùng. Tí nữa chúng ta sẽ được hỏi vì sao không được dùng. Nhưng mà giờ đến đây chúng ta cứ hiểu là nó được phép sử dụng các cái thuộc tính và hành động của lớp cha. Anh Nhật ghi chép gì chưa? Tại sao? Hả? Đi rồi, ok. Nghĩa check ở đâu? Đi chưa? Rồi, anh Nhật check ở đâu? Tại sao nó không có? Tôi không tin cái ghi chép gì trên máy đâu cả. Đi kiếm ngay sách vở giấy tờ về ghi chép nghe thằng giáo đi rồi. Rồi ok. Nghe anh khẩn trương nhận. Được chưa? Đấy là tính kế thừa. Thế vậy cái tính kế thừa này nó có lợi ích gì không mà người ta có hay dùng nó không? Thì theo tôi ấy, cái tính trừu tượng là tính được dùng nhiều nhất. Bởi vì cứ mỗi một lần tạo ra cái lớp mới thì là đã dùng cái tính trừu tượng một lần rồi. Được chưa? Còn chưa biết là cái lớp đấy nó kế thừa hay không, tính sau. Nhưng mà sau đấy ấy, cái đa hình thì là phải phụ thuộc vào kế thừa. Thì cái kế thừa này là cái dùng nhiều thứ ba sau là thằng ngoái. Thằng nó ngoái là thằng được dùng nhiều thứ hai sau cái thằng trừu tượng. Thì cái thằng này được dùng cực kỳ nhiều. Và khi các bạn đi sau này các bạn đi làm đấy, người ta sẽ phải qua một cái bước phỏng vấn. Thì người ta sẽ hầu hết là tập trung vào cái này. Và cái này là nhiều. Bởi vì những cái này nó khá là khó hiểu. Và
nhưng mà nó được cái là nó cái tính ứng dụng nó cao, cho nên là người ta sẽ tập trung vào hai thằng này nhiều. Còn chiều thượng các vớ vẩn đến đâu còn chẳng biết định nghĩa như nào, nói thật. Nhưng mà hai thằng này thì nó dễ hiểu hơn, và nếu mà chúng ta biết sử dụng ấy thì cái tính ứng dụng của nó cực kỳ cao luôn. Ví dụ như vừa rồi cái hàm construct, được chưa? Tiếp theo nhá. Thế vậy thì có phải nếu trong nếu mà như thế này chúng ta sẽ nảy sinh được một vấn đề. Ví dụ ở trong cái hàm trong category nó cũng có một cái hàm tên là construct. Thì khi mà chạy cái new model category thì cái hàm nào sẽ được chạy? Hàm construct nằm trong lớp category hay là hàm construct nằm trong lớp base model? Base. Đúng không? Thử cái nhá. Đây, product chứ quên. Đây mình đang tiện tay ở product. Constructor in product. Thấy chưa? Tech nó khác nhau thôi, đúng không? Rồi, thì bây giờ chúng ta cũng new product, đúng không? Được chưa? Xem nhá. Ở đâu được chạy? Cái trong trường hợp mà một cái hàm trùng tên được tạo ra ở cả lớp cha và ở cả lớp con, khi mà cái lớp con gọi đến cái hàm đấy thì nó sẽ ưu tiên là chạy hàm nằm trong lớp con trước. Nếu có, không có thì nó tìm đến lớp cha, được chưa? Giống như việc là thằng Minh ngày sau này mà đi đánh bạc chẳng hạn, nợ thì nó sẽ tìm thằng Minh đòi tiền. Nếu thằng Minh không có tiền thì nó đi đòi bố thằng Minh, đúng không? Gì mày? Mày giờ sao? Tí nữa mày không quản mấy câu không trả lời cho mày xuống cái chỗ đấy. Được chưa? Thì ở đây chúng ta lưu ý cho tôi cái ý đấy. Nếu trong lớp con có thuộc tính và hành động hoặc hành động trùng tên với thuộc tính hoặc hành động ở lớp cha thì các thuộc tính và hành động ở lớp con sẽ được ghi nhận thực thi. Xong chưa? Được chưa? Đây tôi sẽ có một cái ví dụ như sau này. Tôi chỉ sâu cho chúng ta ví dụ thôi chứ không bắt chúng ta phải học cái này đâu. Học thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta đâm đầu vào đây chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian, nhưng tất nhiên là chúng ta sẽ có được lợi ích rất lớn. Nhưng mà tôi cũng không cần phải chúng ta lao đầu vào đây làm gì. Đâu nhỉ? Để tôi xem có cái lớp nào có không đã. Đây lớp 1706 thì sao có không? Úi dồi ôi. Đây cũng model base, model post user nhé. Chúng ta coi cái tính ứng dụng của nó cực kỳ cao luôn. Chúng ta nhìn thấy cái hàm public static on nhé, thấy không? Có nhìn thấy chữ không? Rồi, cái hàm này là hàm gì? Hàm gì? Hàm static, đúng không? Được chưa? Xong chưa? Thì cái hàm này nó dùng nó chạy câu lệnh gì đấy?
SQL gì? Câu lệnh gì? Lấy ra toàn bộ gì? Dữ liệu nằm trong cái bảng được gọi tới. Đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì ở đây tôi chỉ gọi một cái hàm này thôi. Tôi sẽ định nghĩa ra một cái hàm này thôi. Sau đó tôi sẽ có hai cái lớp là product và lớp lớp user chẳng hạn, đúng không? Được chưa? Nếu tôi viết như thế này thì cái thằng product tôi dùng muốn lấy ra toàn bộ dữ liệu nằm trong thằng product, tôi viết như thế nào? Thì ví dụ như kiểu là product, tôi có cái biến product bằng gì? Cái lớp product 2.2. Ôn như này là lấy được ra tất cả dữ liệu nằm trong bảng product, đúng không? Trong trường hợp tôi muốn lấy ra tất cả dữ liệu nằm trong cái gì, trong cái lớp user, trong cái bảng user thì sẽ bằng cái gì? User 2.2 thì ôn, được chưa? Thế có hiểu cái đoạn model bằng new static không? Cái chữ static nào rồi đúng không? Cái new static là gì? Static hôm trước học là gì? Static nó sẽ thay cái này vào cái chữ static này, đúng không? Chuẩn không? Để thay cái này vào cái chữ static này thì giờ sao? Product nó sẽ bằng cái biến model sẽ bằng new static. Nếu mà tôi gọi từ product hay trong own thì sẽ bằng new product, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có SQL bằng select sao from model trở đến table name. Chúng ta có cái thuộc tính table name ở trong cái lớp product ấy. Đây, tôi chẳng biết là product này là cái gì đây. Đây này, các lớp con của tôi chỉ còn có 3 dòng thôi, 3 cái dòng như này không còn gì nhiều, được chưa? Đó, lấy ra các lớp khác cũng vậy, nó chỉ có chung nhau cái thuộc tính là table name thôi. Được chưa? Đây là một nhá, đây là một ứng dụng nhá. Ứng dụng này còn kinh khủng hơn này, nó đau đầu hơn. Ví dụ đây, chúng ta có hàm gì? Static where, đúng không? Chúng ta xây dựng câu lệnh gì đây? Select sao from model trở đến table name where. Where cái gì? ADR ở vị trí số 0 bằng ADR ở vị trí thứ nhất thì là gì? Ví dụ tôi sẽ viết câu lệnh như này. Một cái mạng name like %% x này thì nó sẽ xây dựng thành câu lệnh gì? Select sao from product where bằng 3 này, thì cao bằng 3 đúng không? Cao bằng 3 thì chạy vào đây thì sẽ bằng name line %% product %% x, đúng chưa? Nhưng mà ở đây chúng ta lấy dữ liệu ra chưa? Ta lấy dữ liệu ra chưa? Chưa có fetch, tức là chưa lấy dữ liệu ra, đúng không? Do đó chúng ta nó ở đây tôi trả ra cái biến gì? Model, tức là trả ra nguyên cái cục đối tượng này được. Mà đã trả ra đối tượng thì cái biến product này của tôi, cái đoạn kết quả của đoạn này, kết quả của đoạn này là nó có quyền thực thi được một cái hành động nữa, đúng không? Bởi vì cái này nó trả đối tượng mà, cục nó trả đối tượng mà đối tượng sẽ được quyền thực thi một hành động nữa, đúng không? Bây giờ tôi lại thêm trỏ đến này là gọi thực thi một hành động một thuộc tính, đúng không? Thì ở đây là lại anywhere lại một cái mảng nữa, đúng không? Các bạn xem cái hàm anywhere ở đây, ở đây cái model này tôi có cái giá trị của thuộc tính gì? Query builder, đúng không? Thì đây này query builder này, query builder kìa, cái thuộc tính thêm bất kỳ lúc nào, được chưa?
Thì bây giờ tôi sẽ có, nếu mà trỏ đến tiếp cái hàm này không phải là static nhá. Hàm này sẽ tôi chạy được bằng cái này. Đúng chưa? Thì ở đây cái hàm end của em này sẽ chạy bằng cách là lại giống như cái đoạn này ở trên nhá. Lại query tên cổ, phép so sánh và giá trị. Được chưa? Rồi giờ sao? Tôi vẫn lại trả ra đối tượng tiếp. Để nhỡ nó lại end nữa sao? Nhỡ nó o thì sao? Đúng không? Chúng ta cứ liên tục trả về đối tượng. Nhớ này, bắt đầu bằng static. Liên tục tiếp nối, có thể là o, que. Đúng không? Luôn luôn trả về cái model. Luôn luôn trả về cái không phải static, trả về this, return this. Là trả về chính cái đối tượng đang được chặn. Đúng không? Sau đó bao giờ tôi chán thì thôi. Tôi chán lấy ra các giá trị. À, tôi chán lấy ra xây dựng các cái, tôi chán cái việc là xây dựng các câu SQL rồi. Thì tôi trỏ tiếp đến đến cái hàm get. Trong cái hàm get này, trong cái hàm get này tôi có gì? This connect trỏ đến prepare cái câu this trỏ đến query builder. Sau đó là tôi execute và fetch all. Xong chưa? Alo. Mày đang ở đâu vậy hả? Ờ, mai, chiều mai nhé, chiều mai lên trường nhé. Thế mày bây giờ chưa về đây đi. Thế thì cứ làm đi. Thế không thì đến 6 giờ về trường đi, 6 giờ về trường thì tôi chờ. Nha, chiều mai anh được, chiều mai đi. Nha, được chưa? Hàm cái lớp các cái hàm và các cái thường thường là các cái hàm ở trong lớp Bay Model này thì thường thường nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nhiều thì chỉ biết một lần đấy. Các cái lớp khác, các cái model khác nó có cái vẹo gì đâu. Đây, thằng nào lèo tèo một dòng hai dòng nó chẳng có cái nội dung gì cả. Nhưng mà cái sức mạnh của thằng kế thừa này nó rất là lớn, nhưng chúng ta tốt. Và chúng ta có thể tham khảo cái này ở cái GitHub. Thiện TH sửa PHP 1.06 theo đường dẫn trên kia. Vào đấy, lesson là lesson 24. Chúng ta có thể vào đấy để tham khảo. Đó. Được chưa? Nếu cần thì lưu đường dẫn vào. Còn tất nhiên tôi chỉ yêu cầu chúng ta là đến cái lý thuyết này thôi. Thực hành đơn giản. Chứ không phải là cao siêu quá làm gì. Cao siêu quá các bạn để hiểu cái này các bạn phải mất mấy ngày. Được chưa? Xong chưa? Đấy là tính kế thừa. Tính kế thừa. Xong nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tính đa hình. Kế thừa và đa hình thường thường đi với nhau. Không có kế thừa thì sẽ không có đa hình. Đa hình là như nào? Như nào gọi là đa hình? Thì như sau. Ví dụ thằng Tùng, bố cùng có sở thích gì mà cũng theo xem phim. Thế theo có sở thích gì không? Xem phim. Hai đứa con này không có tính đa hình. Tính đa hình sẽ là như sau. Khi một đối tượng con viết lại các thuộc tính dạng, nếu thuộc tính thì là giá trị, còn hành động thì là các cái như này, ví dụ lớp trai, lớp A. Nhưng mà lớp trai nhá, có cái thuộc tính là sở thích hay là di chuyển. Đây là hành động. Đúng chưa? Nó sẽ có cái lớp con, đây lớp B, kế thừa lớp trai. Lớp C cũng kế thừa lớp trai. Đúng chưa?
thì mặc nhiên hai thằng này nếu mà không biết cái gì vào đây, tức là tạo ra lớp con này giống mà chẳng có cái đạo gì, thì cái thằng B này sẽ hoàn toàn kế thừa cái sở thích và kế thừa cái di chuyển của cái lớp A này. Thằng C này cũng thế, đúng chưa? Nhưng mà nếu trong điều kiện nào đấy chúng ta muốn tự custom lại các cái thuộc tính và các cái hành động của những cái lớp cha này, thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa lại cái di chuyển. Ví dụ thằng này di chuyển eco, nó eco ra là ô tô, đúng không? Nhưng mà thằng này eco là gì? Đi bộ, đúng không? Thằng này cũng custom lại cái hàm di chuyển. Liệt. Nào đấy. Chí à? Eco. Chí. Liệt. Gì không biết. Được chưa? Đúng không? Thôi thì chúng ta chỉ biết cái này là giống như lời Chí là liệt. Và thằng B này có cái thuộc tính là nêm bằng Chí. Được chưa? Thì như này là như nào? Chưa thầy có gì? Mỗi một lần custom, mỗi một lần custom ở các lớp con, nó có thể sinh ra hoặc là chúng ta có thể viết code hoàn toàn khác so với các lớp khác, mặc dù chúng nó cùng level hoặc khác level. Thì nó sẽ dần dần nó làm cho cái cây thư mục này, đây là ví dụ là D, đây là E, thằng này sinh, còn có một thằng F nữa chẳng hạn, thằng này sinh ra thằng G, thằng H, thằng Y. Những cái thằng này, thằng nó thích thì lại custom cái hàm hoặc là cái thuộc tính ở cái lớp gốc ban đầu. Thì như vậy thì càng ngày nó càng đa dạng hơn, đúng không? Thì đấy nó là cái tính kế thừa, và tính nhập là tính đa hình. Đa hình là gì? Đa hình là cho phép các lớp con tự custom lại hoặc viết lại code của những cái hành động, hoặc gán lại giá trị cho những cái thuộc tính đã được định nghĩa ở lớp cha và áp dụng chung với cái thuộc tính, cái tính chất là tính kế thừa, đó là những cái hàm và những cái thuộc tính cùng tên ở lớp con sẽ được ưu tiên thực thi. Đấy tính đa hình. Này không có biết làm. Bây giờ không có biết làm. Nào. Đây, trong này là ngành thông tin. Thật là đáng sợ. Quay rồi. Thì cái gì? Đấy. Vẫn đang chạy à? Đấy. Ơ, tôi chết mẹ rồi. What the fuck? Hắt cứt rồi. Tôi nhớ là nãy tôi quay rồi mà. Không, chắc là quay rồi đấy. Không sao đâu. Không việc gì đâu. Được chưa? Không thì mai tôi quay lại lớp B1 thì tôi áp lên. Được chưa? Tôi hứa tôi sẽ giảm lại đúng như hình nha. Không sai một chữ nào. Thế là được gì? Để làm lên lớp một thế sẽ đẹp. Tôi sẽ khác và khác đi một chữ thôi. Sửa lại chữ Việt Dương rồi đấy. Thôi. Để cái ghép cái thằng Dương. Được chưa? Hiểu tính đa hình chưa? Cái tính đa hình này nó rất dễ hiểu. Nó rất dễ hiểu luôn. Không chưa? Xong nhá, ra đi nhá. Tính chất cuối cùng là tính đóng gói. Cái thằng đóng gói này nó cũng dễ, nhưng mà nó cũng khó. Xong nhá. Nhớ, bằng mọi giá, nếu sau này muốn đi làm được, bằng mọi giá phải hiểu được bốn cái tính chất này thì mới đi làm được. Bởi vì bao giờ người ta sẽ hỏi về bốn tính chất của đối tượng, còn các bạn chẳng có cái vẹo gì người ta hỏi. Thế người ta sẽ phải hỏi này. Được chưa?
nào, tính chất cuối cùng là tính đóng gói. Tính chất đóng gói. Tùng nào nghiên cứu rồi tính đóng gói là cái gì? Ờ, chuẩn mẹ luôn. Phải học tốt thì chịu rồi. Nó gọi là để quản lý dữ liệu, quản lý data để có tác dụng là để cho người không có trách nhiệm, không thấy được, không truy cập được. Thật. Theo nãy giờ nhé, cả ba tính chất trước đấy chúng ta thấy sau khi giải thích xong nó rất đơn giản đúng không? Sau khi nghe thầy nói xong thì tôi thấy phức tạp lại. Tính đóng gói, chúng ta khi trước gặp tính đóng gói đấy, chúng ta phải lưu ý một cái điều như sau. Đó là cả ba hay ba tính chất vừa rồi được học, và thậm chí là cả cái tính đóng gói này, tất cả đều áp dụng cho chính cái class. Mà class của chúng ta bắt đầu bằng cái dấu này, đúng không? Code của class bắt đầu bằng dấu này và kết thúc bằng dấu này, đúng chưa? Đây là cái này chúng ta gọi là phạm vi định nghĩa. Đây là tôi gọi, chẳng ai gọi cả. Được không? Đấy nhớ nhá, nhớ tôi cái phạm vi này nhá. Không nhớ. Rồi, thế bây giờ chúng ta có gì? Tôi để tài hạt cũng được rồi. Bây giờ chúng ta có này. Cái tính chất đóng gói nó sẽ đi kèm với ba cái từ khóa là public. Public, protected, private. Public, protected, private. Mọi chân nhiều. Học xong hướng cũng chắc là tôi sẽ cho, nếu ông trả lời được lại không, tôi sẽ cho một số. Thở dài luôn mà. Rồi sau nhớ làm bài đi nhá, đỡ khổ. Vâng, sau này thế được kìa. Được chưa? Ghi ba từ khóa này chưa? Public dịch từ tiếng Anh, từ tiếng Việt sang tiếng Anh nghĩa là gì? Công khai. Công khai. Protected nghĩa là gì? Bảo vệ. Private là gì? Riêng lẻ. Riêng tư. Đúng không? Thôi dịch xong tôi chắc được mẹ. Cứ thể là không luôn. Thì như này này. Ví dụ như sau. Chúng ta có một cái thuộc tính, ví dụ như kiểu là name. Chúng ta thay cái từ va đó, ở trong lớp ấy, chúng ta thay cái từ va bằng cái từ public name bằng x chẳng hạn. Được chưa? Ví dụ đây tôi sẽ để code luôn và chúng ta dễ hiểu. Đấy nhá, cái category này tôi sẽ có là cái gì đấy? Lại xem xiếc đúng không? Làm anh nó còn nhát. Nó làm gì đấy? Xem không. Đây là gì đó? Hả? Khởi nghiệp à? Thôi đứng lên thay đồng hồ nhanh ngay. Vừa làm gì, tại sao nó phải đập? Di chuột à? Hùng có nhìn thấy nó di chuột không? Có. Có à? Thế mày đứng tiếp đi. Public. Chúng ta thay cái từ va bằng cái từ public. Được chưa? Xong chưa? Cứ thay thử đi. Bởi vì cái này nó ngắn nên thực hành được. Có những cái dài thì cũng nó thôi. Cái từ public nhá, từ là cái từ public nhá, thay cái từ va bằng cái thằng này. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta coi này. Sau nếu mà tôi kết này bằng new category, tôi có được phép echo cái biến kết trở đến name này không? À table này không? Ở đây có được không?
đây nhá, cái biến nhìn lại này, cái biến này biến table này, được chưa? Ở đây tôi có một cái biến, tôi có một cái kết bằng new kết, kết trở đến table, được đúng không? Nhưng mà next cái va, thực ra cái va nó bằng với cái public thôi, mà va nó lấy ra được thì public cũng lấy ra được. Chúng ta thử cái đây, constructor category đúng không? Đây cái từ này đây, đúng chưa? Lấy được đúng không? Rồi sao? Tôi tạm thời comment cái này vào cho nó đỡ bị lỗi, đỡ ngứa mặt. Đây category nhá, xong nhá. Đây là public, được chưa? Bây giờ tôi viết như này có được không? Quên nhầm cái này. Get table name echo this table. Này có được không? Ở đây tôi gọi đến là get table name. Này có lấy ra được không? Được đúng không? Được đúng không? Tiếp theo tôi sẽ có một cái lớp user này, class user này. Nó sẽ extend cái lớp category. Rồi, bây giờ ở cái index này tôi sẽ có duplicate này, tôi có cái biến cái lớp là user. Đây là user. Tôi sẽ gọi đến cái get table name. Tôi cắt cái này đi. Đưa sang cái user. Có lấy được. Theo các bạn tôi có lấy được. Hả? Đây nhá. Cái index này này, cái biến này, cái biến đây tôi để đổi thành model cho nó dễ hiểu, cho nó chung 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 tính, không lại nhập. Cái biến model này bằng new cái user này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ vào đây kiểm tra xem có constructor không. Có. Không có thì tìm đến thằng bố đó, là thằng này. Thằng này có constructor không? Có. Không, không lại tìm đến thằng bố nó. Là thằng bay model đúng không? Thằng bay model có không? Có, ok, kệ nó, chẳng liên quan gì đâu mà, tôi nói đi thuyền mà. Được chưa? Nhưng mà tóm lại là thằng model này bằng cái đối tượng là user. Được chưa? Tiếp theo cái thằng model này gọi đến hành động là get table name. Trong này có không? Có nhá. Chúng ta sẽ echo ra cái this trở đến table. Đúng không? Thế vậy thì cái this ở đây là this là thằng user này đúng không? This này, cái this này thuộc lớp gì? User. Zit thì chẳng nó thì là đứa nào, đúng không? Trở đến table, nhưng mà thằng này nó có cái thuộc tính là table không? Không, thế vậy thì nó làm sao? Tìm đến thằng bố nó, đây. Đúng chưa? Nhưng mà thằng này nó lại là public. Mà public thì là công khai, lấy ở đâu cũng được. Do đó, nó được phép hiển thị ra ngoài. Đúng chưa? Nó được phép hiển thị ra ngoài. Xong chưa? Public, cái từ khóa public này, khi chúng ta ghi vào nhá, khi chúng ta khai báo một thuộc tính hoặc một hành động là public thì cái hành động hoặc thuộc tính đó được phép thực thi ở bất kỳ vị trí nào trong project. Được chưa? Thì chúng ta tạm thời có cái bảng sao chúng ta đang đi public.
thì với public này thuộc tính hoặc cái thuộc tính hoặc là hành động có từ public ở đầu ấy, thì nó có thể được truy cập từ trong chính lớp chính nó ấy. Đấy, tôi viết một cái hàm đấy, cái hàm đấy nằm trong cảm ứng ngoặc này đúng không, của chính cái lớp đó, của chính lớp đấy, thì nó có thể truy cập được đến cái thuộc tính public. Tôi viết ở trong cái, tôi truy xuất, tôi lấy cái giá trị của cái table, của đô la table ở lớp con của nó, có lấy được không? Lấy được. Tôi lấy ở ngoài, ở trong cái file index, có lấy được không? Lấy được. Xong nha, xong thằng public nhá. Chúng ta tiếp theo đến thằng protected này. Xem này, xem nhé. Chúng ta lại quay trở lại các cái ví dụ vừa rồi, rất dễ thôi. Xem này. Tôi sửa cái table của thằng category này trở thành protected. Được chưa? Cái này trở thành protected table. Bây giờ ở index, tôi lại sửa thằng này thành new category. Được chưa? Và tôi trỏ đến cái table. Được chưa? Coi nào. Đây là ở bất kỳ đâu nhá. Cho cái bất kỳ đâu này. Fatal error, fatal là nghiêm trọng, lỗi nghiêm trọng, uncatch error, call to undefined method, mình viết sai. Đây, cannot access, cannot là không thể đúng không? Access là truy cập, protected property, thuộc tính protected, thuộc tính protected category 2.2.table. Tức là lúc nãy nếu mà chúng ta ở trong cái lớp category này, chúng ta quy định thằng này là var hoặc là quy định là public, thì chúng ta ở ngoài cái file index, tức là ngoài cái phạm vi của cặp giống ngoặc này, ngoài cặp giống ngoặc này, chúng ta có thể lấy được cái giá trị cái thuộc tính table cái ra. Nhưng cái thằng protected này thì ở ngoài này chúng ta không thể lấy nó ra được. Được chưa? Trừ khi chúng ta đổi lại nó trở thành protected thôi, public thôi. Chứ còn đã chuyển thành protected thì chúng ta ở phía ngoài đấy, ngoài cái vị trí cặp giống ngoặc này, chúng ta không lấy được. Không được phép lấy ra, cũng không được phép set giá trị cho nó. Để nó không cho phép cái việc đấy. Được chưa? Ở đây thế tôi nhắn đến đi nhấn lại so với cái cặp giống ngoặc này. Được chưa? So với cặp giống ngoặc này thì chúng ta không được phép lấy ra, ngoài phạm vi này là không lấy ra được. Kể cả chúng ta viết hàm protected thì ở phía ngoài này, ví dụ cái hàm này, cái category này, tôi sửa cái đây upper case name đúng không, tôi sửa thêm vào đây protected đúng không, protected này, thấy không, thì ở cái index này tôi cũng new case, tôi set luôn cho cái case đấy, cái model này một cái name. Model trỏ đến name bằng Phạm Văn Minh, ví dụ thế, tôi chém bừa đi. Sau đó tôi echo ra cái biến là model trỏ đến cái gì? Để quên bố tên rồi. Uppercase name đúng không? Đây, chạy vào răng. Call to protected method, tức là gọi cái hàm protected thì làm sao mà gọi được. Đấy giờ ở phía ngoài không gọi được. Nhưng mà nếu tôi sửa cái này thành public thì gọi được không? Gọi bình thường. Đúng không? Protected thì không thể gọi được. Ở ngoài, ở bất kỳ đâu, không phải bất kỳ chỗ nào cũng gọi được, đúng không? Thì ở đây chúng ta đánh dấu cái này là X. Được chưa? Một cái X ra. Còn này mượn cốc nước kìa. Tại sao lại mượn cốc nước thì lớp này uống bằng cái gì? Béo, đi đòi lại. Bảo vào trong này uống thì cho uống. Còn mượn đi không cho mượn. Mượn nó có giả đâu. Yeah, okay.
nó ngoài nó chưa được kịp mình trả lời. Bố láo rồi ta linh đi. Được chưa? Cái ở đây là chữ X, không phải chỗ nào cũng truy cập được cái thuộc tính hoặc là hành động làm cố tính được. Được chưa? Tiếp theo chúng ta thử đến cái lớp con của nó nhá, thử xem. Lớp con của lớp category là lớp gì? User đúng không? Chúng ta sẽ có cái category này vẫn là thuộc tính protected là table nhá. Đúng chưa? Thì thằng user này chúng ta sẽ có cái function là get table name. Chúng ta vẫn cứ echo là get table. Được chưa? Rồi thuộc tính này thuộc tính protected mà. Thì chúng ta sẽ lấy ra ở đây. Để bỏ cái này đi. Nhầm. Thôi comment này. Model trở đến get table name. Theo các bạn có sao? À, cái gì đấy? Ăn đi ở đây cái này nhập tôi phải lấy là cái user. Được chưa? Hơi hại não đấy nha, phần này rất hại não nha, nên tôi mới dạy nó cuối cùng. Được chưa? Thuộc tính vô tích cực. Cả thuộc tính hay là hành động có cái từ khóa vô tích cực ở đâu á thì nó làm sao? Lớp con nó được phép truy cập. Được. Tất nhiên là trong cái phạm vi dấu ngoặc như này của lớp con nhá. Lớp con ấy trong cái dấu này này, trong cái phạm vi dấu này này thì chúng ta được phép truy cập đến cái thuộc tính là vô tích cực của lớp cha. Được chưa? Nhớ trong cái phạm vi dấu ngoặc, tôi nhắc đi nhắc lại cái phạm vi dấu ngoặc, chúng ta đừng có quên. Được chưa? Thế vậy thì cái này dùng trong trường hợp nào? Thôi rồi thì nó xong cả private thì tôi sẽ được chưa? Không nhận. Thế bây giờ đến cái thằng chính cái lớp đấy, chính cái trong cái phạm vi của cái lớp định nghĩa ra cái thuộc tính protected này thì liệu có lấy được không? Hả? Lấy không? Chính nó còn không lấy được thì ăn cứt à? Như này đúng không? Được chưa? Tôi trỏ đến get table public, public function này. Get table này, tôi echo ra get table đúng không? Thì ở đây tôi sẽ có là cái model này bằng lớp new, cái lớp category và gọi đến cái hành động là get table như này đúng không? Thì nếu nó trả ra category như này đúng. Tôi reload trả. Được chưa? Trong chính cái lớp, trong chính cái phạm vi của cái lớp định nghĩa ra thuộc tính protected ấy thì được phép gán giá trị hay lấy giá trị ra thoải mái. Chẳng ai cấm. Được chưa? Ở đây chúng ta tích dấu đi. Được chưa? Đấy là xong cái từ khóa protected. Tiếp theo đến cái từ khóa private đó, đoán không? Hãy đoán như nào? V X X chỉ còn mỗi trường hợp này đúng không? Chỉ có các chính ở trong trong cái phạm vi như dấu này của chính cái lớp đào tạo nó thuộc tính private thì mới được phép gán giá trị và lấy giá trị của thuộc tính hoặc là cái hành động được gán vào private. Còn kể cả lớp con cũng không lấy được, kể cả lớp con cũng không lấy ra được, hoặc là ở ngoài can không thể lấy được. Đấy là cái từ khóa là private. Cái này chắc không phải ví dụ nữa nhá. Được chưa? Thế vậy thì cái đóng gói này nó dùng khi nào và dùng ra làm sao? Và tại sao phải dùng nó? Ví dụ quay lại cái bài toán của mình.
Đây chúng ta thấy đây. Cái Bay Model này có bốn cái thông tin này quan trọng vãi lúa. Đây. Thấy không? Bốn cái thông tin này là bốn cái thông tin cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu mà lộ cái này ra phát là mất DB luôn. Đúng không? Mất quyền kiểm soát DB luôn. Đúng không? Nếu mà chúng ta cứ để lộ thiên như này thì các bạn xem cái va đâm nó sẽ ra ngay lập tức. Ví dụ tôi hiển thị ra đây là echo ra cái model trở đến host, model trở đến DB name. Đúng không? Ra hết. Xong chưa? Mà ngoài ra như thế này á, nếu mà thằng nào nó thâm một tí, nó không lấy đâu, nó không thèm lấy đâu. Nó ở một cái đoạn code nào đấy, ví dụ thằng Tùng làm một con server xong đấy để chơi Bitcoin. Thằng Minh này code thuê cho thằng Tùng. Đúng không? Không cần làm gì nhiều. Tạo code thì thoảng có đứng để có thay đổi cái IP của mày, thay đổi cái IP của tao. Tức là người ta chuyển tiền đến hệ thống của mày, nó lại chuyển vào IP của tao. Đúng không? Nó không cần phải thay cái gì cả, không cần phải lấy cái gì cả. Bố mày chuyển. Đúng không? Còn là thi thoảng, kiểu là thằng Minh thì nó thâm hơn, còn thâm hơn nữa. Nó đặt ra một cái nghiệp vụ chạy ngầm ở dưới, bao giờ số tài khoản của tiền, số tiền của Tùng đạt như khoảng 1 triệu đô. Tự động chuyển tiền từ server của Tùng sang server của mình. Thế nó mới thâm. Ông cho thằng này làm ăn lớn lên rồi thì bao giờ 1 triệu đô thì tao mới chuyển. Có được không? Nếu mà chỗ nào cũng lấy được thì nó sẽ là như thế. Biết được kiện. Nó không comment gì, nó kiểu ra công vỡ ở này, không biết thằng này đâu. Thằng Nhiêu biết nhà này không? Có được. Có 1 triệu đô có liệu có chuyển nhà không? Có. Sao nó mang sống vậy? Giờ mày làm gì nó? Nó sang Thái, nó chuyển giới luôn. Được chưa? Những cái thông tin nhạy cảm như này, ví dụ như host, như cái thứ kiểu, số tài khoản, cái thứ kiểu, chẳng ai để làm private, à chẳng ai để làm public. Đúng không? Nếu thằng nào thay đổi thì là dở. Sao? Được chưa? Thế thực ra giấu thì giấu kẻ gian, à, giấu người ngay làm sao giấu được kẻ gian. Được chưa? Với lại cái này á, nó có một cái, đấy là một nhá. Với cái thứ hai nữa, cái lợi ích thứ hai nữa là cái gì? Đó là trong cái việc lập trình vô tình nhớ đâu chúng ta lại đặt, vô tình như tôi nói vô tình, chúng ta đặt tên hàm hoặc tên biến nó bị trùng so với cái dữ liệu gốc thì sao? Lớp con bị trùng với lớp cha. Đúng không? Thì nó, nếu mà chúng ta làm như này thì nó chỉ truy cập đến cái gì? Đến cái chính cái class bị vô tình thế thôi, chứ không thay đổi những cái class khác mà trùng tên với class cha. Đúng không? Đó, cho nên chúng ta phải nghĩ. Được chưa? Đấy là bốn cái tính chất mà chúng ta có ở trong lập trình hướng đối tượng, và cái này chắc chắn là người ta sẽ hỏi rất là nhiều. Còn nếu mà để kiếm ví dụ cụ thể hơn và khủng khiếp hơn, tôi cũng chẳng biết làm nào để cho chúng ta trong thời gian ngắn mà chúng ta có thể hoàn thiện được cả. Tôi xem là sao cái VP2 này có đỡ khủng khiếp hơn không. Ở chết mẹ. Vâng, cái này cũng dùng Bay Model này. Đây, cũng dùng Bay Model cả. Ôi, không khách. Thì chúng ta nắm được cái này và về luyện tập. Có thể là chúng ta vào trong GitHub của tôi, chúng ta lấy về luyện lại, cố gắng hiểu. Thì đấy, thì sau này nó có lợi cho chúng ta học đấy. Nếu mà học cái đấy thì học lòng mọi người. Còn học kiểu đi thi ấy, thì là học như này, học đúng về những cái gì chúng ta đang làm. Đó là sau này thực ra là các cái lớp mà kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta thì hầu hết là đây, ví dụ tôi cho các bạn một cái mẫu để thi nhá, để chuẩn bị chúng ta thi thì nó sẽ là như này.
đây cái shop hoa đây, chúng ta nhìn cũng nhìn thấy cái model đúng không? Đúng không? Thì cái M database này, đây nó có một cái hàm construct để tạo ra cái kết nối cơ sở dữ liệu. Thấy không? Nó cũng giống như chúng ta thôi, nó chẳng có cái vẹo gì cả. Nếu không có chúng ta viết vào để chúng ta new cái đối tượng ra thì ngay lập tức nó đã có cái kết nối cơ sở dữ liệu rồi. Được chưa? Sau đó nó có thêm cái hàm set query thì chúng ta có cái câu lệnh, nhắm cái câu lệnh vào trong cái đầu hàm này này, vứt vào. Execute thì là lấy dữ liệu từ trong đấy ra, hiển thị ra ngoài. Lấy ra toàn bộ dữ liệu thì đây, như này. Đấy. Nó không có cái gì gọi là cao siêu đâu. Thì đây, ví dụ như lấy ra danh sách hoa thì chúng ta sẽ lấy hoa theo tên này. Thì chúng ta phải set cái query như này. Làm rất là nông dân. Thì chúng ta sẽ gọi cái hàm này ra. Thì bao giờ học đến hướng đối tượng là tôi sẽ hướng dẫn chúng ta. Còn bây giờ chúng ta làm cái gì? Để luyện tập cho cái hướng đối tượng, cái lập trình hướng đối tượng này và bốn tính chất này thì chúng ta sẽ làm cho tôi cái vẫn chỉ là quanh qua ra quẩn vào, chỉ là thêm sửa xóa thôi. Thứ nhất, tôi sẽ cho chúng ta những cái hàm như sau. Base model, các bạn sẽ phải viết lại cho tôi cái khung này. Đây là tạo câu lệnh kết nối đến cơ sở dữ liệu và gán cho thuộc tính connect. Đó. Sau đó là để luyện tập cho cái tính chất cho cái tính chất là kế thừa thì chúng ta có cái thằng product, chủ yếu thằng product nhé. Thằng product này chúng ta sẽ phải viết ra cái nó phải bắt buộc phải extend cái base model. Giờ bắt buộc phải extend cái base model. Và ở trong cái base model này chúng ta sẽ có một hàm là function public đi. Public static function on get on get on là lấy hết dữ liệu ra. Cái hàm này để giúp chúng ta là lấy hết dữ liệu ở trong bảng. Được chưa? Chúng ta sẽ có ở trong cái product này thêm một hàm nữa. Public static public function where select where điều kiện của biến ARR. Cái này là thuộc dạng mạng. Chưa? Tôi sẽ comment vào đây. Hàm tạo câu lệnh select sound from product where đô la ARR ở phần trục số không cách bằng ARR ở phần trục số 1. Sau đó lấy dữ liệu ra ngoài. Được chưa? Hàm nữa là hàm public function insert. Cái insert và cái update này chúng ta cái nào, trang nào chúng ta cũng phải viết. Không nhận tham số nha, nhớ cho tôi cái này không nhận bất kỳ tham số nào cả. Được chưa? Không nhận tham số, tất cả dữ liệu nó lấy từ zip. Thì cái hàm này để giúp chúng ta là thực hiện câu lệnh insert dữ liệu đó, và hàm update nữa. Update cũng không nhận tham số, bất kỳ tham số gì. Nhớ nhá, đề tôi cho như nào các bạn cứ làm cho đúng như vậy. Còn thằng base model này sẽ có hàm là delete nữa. Delete, nhận đây là tham số là ID. Xóa dữ liệu.
tôi sẽ gửi cái bài này lên LMS à, trên nhầm ở đây không có LMS, gửi cái bài này lên GitHub. Khó đấy nha. Có vấn đề gì thì post ngay lên trên group lớp để tôi còn nhảy vào tôi hỗ trợ. 65. Rồi lên rồi đây các bạn lấy đi. Lấy bài về đi. Cứ quanh quẩn bốn cái thuộc tính. À, bốn cái tính chất mà làm cắm đầu cắm cổ còn làm có thể tham khảo bất kỳ đâu các bạn muốn, miễn các bạn làm được. Còn hiểu thì chưa biết là có hiểu hay không. Để rút ra để dừng cái việc quay để xem có mất không.